Bởi vì cái mùi vị kem đậu đen mà cả đời tôi quên không có được, nên từ ở xứ tôi lặn lội đến nơi này rồi. Út xin chào tất cả quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Út Liễu Miền Tây. Bữa nay là ngày thứ bảy thì mấy anh chị em của Út á có hẹn với nhau đi Đồng Tháp á cả nhà, đi chợ quê ở Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì dự định là đi cũng thêm chị gái nữa, mà giờ chị bận công chuyện này thì không có đi. Giờ hai chồng anh Năm với Út với có thằng em của chị Năm á là bốn người đi, giờ cũng đang trên đường đi nè. Tại vì sáng Út cũng trong nhà chạy ra căn đồ xong rồi Út chạy ra nhà của anh Năm á ở cầu quay ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Thì giờ mấy anh chị em cũng đang trên đường đi vậy. Đây là đi con đường này là quốc lộ 80 cả nhà, chạy thẳng lên tới cầu Dòng Cống rồi mới đi tiếp tục khoảng hai mấy gần 30 phút nữa là tới chỗ đó. Nhưng mà Út không biết là đi hướng nào thôi, tại vì ông anh với thằng em nó chạy đó, cho nên Út cũng không rành đường nữa, chỉ biết đi đường quốc lộ 80 chạy thẳng lên chảnh thôi. Cái chợ này thì anh Năm Út nói là cũng mới thành lập đây nè, cái này của nhà nước. Rồi mấy anh em cũng đi nào giờ chưa từng đi luôn, đây là lần đầu tiên đi đó cả nhà, cho nên cũng không có biết là nó sẽ như thế nào. Thì mời cả nhà cùng đi theo mấy anh em Út nha, tại vì chủ yếu là đi để ít nhất là cái nghe nói là cảnh quê, rồi chợ quê đó, bán những cái món dân gian ngày xưa đó, giống như bánh với những cái món mà đặc trưng của cái tỉnh Đồng Tháp á, như sen. Rồi hình như là Út thấy có cái gạo mà người ta nói là gạo lúa gồng gì đó, màu đỏ đó cả nhà. Thì đặc sản hay đặc trưng của người ta thì người ta đem ra bán á. Vừa tới cầu xuống giúp cầu là mưa tầm tã luôn cả nhà ơi, hết trơn cái đường đây chạy lên tới chỗ luôn đó là mưa suốt luôn. Rồi bốn anh em cũng mặc áo mưa rồi chạy luôn, tại vì đi cũng trễ đó, rồi sợ nếu mà đục mưa nữa thì nó mất thời gian, giờ chùm áo mưa rồi chạy. Rồi giờ là cũng tới đường quẹo xuống chỗ bến phà để mình qua bên cái cồn bánh này nè, đây chạy xuống dưới chút xíu nữa tới rồi. Rồi vô đó thì mình giống như là xếp hàng lại chờ đủ một cái chuyến tàu của người ta đó, là bao nhiêu người vậy đó, rồi cái người ta chở cho mình vào bến, mỗi một người là một vé là 20.000, cái đó là cái vé tàu. Còn xe vô thì giữ xe một chiếc xe 5.000, xe Honda của mình nè. Bây giờ ông anh Năm chạy trước nè, giờ người ta chỉ chạy tuốt vô trong luôn, là đậu xe đó rồi là bước xuống luôn à, bước xuống sắp hàng, tại vì đông lắm. Như mình tới trước thì mình xuống trước, còn tới sau thì ai tới sau thì xuống sau vậy thôi, nó sắp hàng gì đó, tại đông lắm. Mình tới rồi nè, tới rồi. Ủa bên đó đâu ta? Ở dưới không biết, mới tới lần đầu tiên. Chưa được 3 giờ nữa mà tới rồi là đợi tiếp thôi. Có người sắp xe chống anh.
thẳng nhất. Quay quá, quay luôn á. Thì quay luôn rồi. Quá trời đông luôn rồi kìa. Xe gấp chân kìa. Phà, cái phà đó đó hả? Đó quen cái phà nhỏ đó quen. Thứ đợt chị đi trên ấy như nè, cũng có cái gì đó, đưa đó. Đâu qua cồn đó, anh Như. Đóng đợt mình đi qua cồn đợt gì đó, cồn phụng đó, phà gì đó. Phà đó, phà ai, chỗ này khác. Không, ý em nói cái tàu nó giống á. Đây, dù trời mưa. Cái quần áo ấy, quá trời ớt luôn. Hết chân luôn rồi. Mới giờ 4 giờ nó mới mở cửa mà giờ này tao đi. Kìa có đò kìa. Tao đón kìa. Ý, đi được rồi. Từ từ, chạy gấp gì 4 giờ mới mở cửa gấp rồi, từ từ đi. Tao tao có đò tao đi từ bây giờ rồi. Chứ anh đợi đông quá, đông quá. Rồi đó, xin hãy đợi tội tội quá xuống. Xuống kìa, người ta xuống kìa. Xuống người ta tới đó là mình xuống. Bây giờ có lá cát lên cát mấy người. Trang. Đây nè má xuống. Có sợ không bỏ không? Đi rồi, có khách chạy qua đây rồi. Giờ Út qua tới bên chợ rồi nè cả nhà. Chợ này là chợ Cù Lao, Tân Thuận Đông. Giờ mời cả nhà cùng đi theo Út không hả? Không chụp cái hậu. Đi đường nào anh? Đi vô đường nào chúng. Trong cái chợ này là người ta bán đồ ăn mà cái giống như là quê xưa với cả nhà. Bánh đặc trưng là bánh nhiều nha, bánh thì trái cây rồi giống như trong vườn nhà ta có gì người ta bán đấy đó. Rồi ốc hến, nói chung là đồ vườn đồ không à. Út ở vườn ở ruộng chứ Út thích mấy cái cảnh này lắm. Bánh hồi xưa cái dãy bên đây là đồ ăn giống như là bún riêu cũng có, rồi bánh mứt cái gì cũng có hết trơn á. Rồi một lát nữa còn một cái dãy bên kia nữa. Cái dãy bên kia thì một lát nữa Út qua bên đó là chủ yếu là trái cây nè, rồi bánh xèo nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều món nha. Mình cứ đi giáp vòng đi, rồi thích ăn món nào cái mua ăn thôi. Chứ nếu mà giờ gặp chỗ nào cũng mua thì đâu không có đi giáp được. Cho nên mình cứ đi đi, đi xong rồi quay lại, rồi muốn ăn gì đó thì mình mua. Cặp bên ở phía sau đó có cái ghế với bàn cho mình ngồi ăn thoải mái luôn. Bữa nay đi nó cũng bị trời mưa cả nhà, cho nên nó không có được nắng không, nó hơi mưa nè. Giờ thì Út quay sơ hết tất cả những cái mặt hàng, gian hàng mà của người ta bán đó cho cả nhà cùng xem. Rồi một lát nữa Út đi từ giống như từ quầy bán rồi mua ăn để trải nghiệm rồi cho cả nhà cùng biết luôn nha cả nhà. Giờ hiện tại thì đông quá, nhiều quá, nói chuyện cũng ồn đó. Út chỉ quay sơ sơ rồi từ chỗ bán thôi. Rồi lát nữa khi nào mà Út có lại cái chỗ nào mà Út mua ăn đó thì Út sẽ quay lại kỹ hơn rồi cho cả nhà cùng xem. Cái gì cơ?
Rồi cái này nhìn hấp dẫn dữ gì đó hả? Dạ đúng rồi, hấp dẫn gì luôn. Ối kì nhóc hết trơn vậy hả? Thập cẩm gần 10 loại trái cây. Vậy hả? Đây chị ra. Vậy hả? Ừ ừ, chị biết à. Này bánh kẹp quá. Bánh kẹp. Này chuối mà hả? Kẹp chuối đúng rồi, nhìn thấy nó giống chuối nè. Chuối bằng chuối á. À chị thấy nó vậy, chị thấy chuối. Đang trời mưa mà lại cái bếp trời nó ấm. Để chú coi chú lột xong luôn. Lột trứng. Gà cái nè, ngon quá ha. Mềm. Bên kia thì ngồi ăn uống thì có cái chòi lá nè. Ta vô mà ăn cả nhà. Còn dãy bên đây thì ai ăn cái gì thì qua đây kêu, qua đó ngồi. Cái này bánh khoai mỡ quá ta phải không? Dạ khoai mỡ chi. Mà chiên mặn hay sao mà có cái tương ớt ta? Cái này tương cà. Tương cà. Mình, dạ. Nước. Nhìn mấy cái này nước mình thấy cũng thèm chứ Dương. Dạ. Cái này cái dãy này ở gần bờ sông nè, còn hồi nãy ở kia cái dãy kia thì nó ở dưới cái bến phà đi lên. Mình nó có hai dãy. Còn dãy bên kia nữa thì người ta ngồi ăn uống giống như cái quán luôn á. Mở. Bánh xèo. Ồ đổ một lần. Cô đổ một lần tới 4 chảo luôn hả cô? Không. Giữ gì đó hả? Giờ Út kêu hai tôi búng rồi mà người ta đang làm. Bây giờ hai anh em lại đây mua chuột với ớt, tại vì anh Năm anh cũng thích ăn đồ động á cả nhà. Thấy chỗ này nó nướng thấy ngon quá nè. Giờ hai anh em lại coi đây để mua. Đi chủ yếu là coi cái nào lạ mình mua ăn thôi. Nước tiêu. Thằng gì? Thằng 50. Năm... lấy cho mình một con với anh đi. Rồi vậy lấy một phần đi. Và chuột bít tính sao? Đây mẹ để cái nào để tôi cũng chưa. Vậy bán 4 chuột đi. Chuột nhiêu con này? 20 Video đến đây cũng dài rồi. Út xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Tại vì Út lát nữa Út sẽ đi dài rồi trải nghiệm xem cái chỗ nào mà mình thấy cái món ăn mà mình thích đó. Thì Út sẽ ăn rồi quay lại thì cho cả nhà cùng xem.